Và đây là phần tôm kho trong vòng 5 tới 10 phút thứ 2, thắng đường lên trước. Sau đó thì bỏ tôm vào. Rồi, nếu mà ăn tỏi và hành thì mình phi hành và tỏi lên trước. Phi hành trước rồi phi tỏi. Tại vì con mình không có ăn tỏi nên mình chỉ rim không vậy ha. Rim cách này rất là nhanh. Chừng 5 tới 10 phút là ăn được thì tại vì tôm này đã là chín rồi. Tôm này đã luộc sơ qua là chín rồi. Cho nước mắm nữa. Nếu mà chúng ta muốn có cái nước nước mắm mà sệt sệt chan thì mình bỏ nhiều nước mắm chút. Mình cũng cho chút xíu dầu ô liu trước đó, nhưng mà bây giờ mình cho thêm. Bật lửa lớn lên. Và cho thêm một chút xíu đường nữa. Cái tôm này chúng ta không có để cái lửa nhỏ nha, tại vì nếu là để lửa nhỏ thì nó sẽ làm cho cái thịt tôm nó bị teo lại. Chúng ta để lửa to chút xíu thì mình thấy thịt tôm nó ngấm vào nước cũng mau lắm, nước mắm đồ nó ngấm vào thịt tôm cũng nhanh lắm. Tại vì nếu để lửa nhỏ là cái thịt tôm nó sẽ teo, ăn không có ngon. Mở lửa to chút xíu thì sau đó ăn tiêu thì cho tiêu vô ha. Nói chung là hủ tiêu của mình đâu mất rồi, nhưng mà tại vì mình rim cái thịt cái tôm này cho con nít ăn, mình cũng muốn bỏ con tiêu hay hành hay gì tại con mình không có ăn được. Thì khi ăn thì mình sẽ lấy cái phần thân này cho con nó ăn thôi, còn cái phần này chắc mình ăn quá. Thì chúng ta rim, mở lửa lớn chút xíu, rim cho nó sệt sệt nước mắm lại chút xíu là được. Thì khi riêng nước mắm thì mình nghĩ chừng 5 phút thôi là nước mắm sẽ sệt lại rồi. Tại mình mở lửa rất là lớn, maximum luôn. Chúng ta đã thấy nước mắm nó sệt lại rồi. Mình vẫn loãng, khi mà thấy hơi sệt sệt lại chứ. Thì trong cái thời gian này là nước mắm nó đã ngấm vào trong cái thịt tôm rồi. Và các bạn thấy là tôm vẫn còn béo. Tôm vẫn còn đầy thịt ha, chưa có bị teo. Nếu mở lượng nhỏ là tôm sẽ teo hết thịt. Và tại sao chúng ta để vỏ để kho? Nếu như mà bạn bóc vỏ kho thì cái thịt tôm nó sẽ teo rất là nhanh. Bởi vậy nên mình để vỏ mình kho, nhưng mà khi ăn thì mình bóc ra chút xíu, cái thịt của nó vẫn nhiều hơn chút. Nước mắm đang sệt rồi nha. Cho sệt thêm chút xíu nữa. Mọi người thấy nước mắm sệt ha. Được rồi.